là chả cái gì bố mẹ con đâu, nhưng mà con cực, con cứ phải nói mồm to thế nhá, để cho bố mẹ hiểu là tầm này con là đang như thế nào. Con tất cả mọi chuyện chúng nó từ đường đi lướt bước, từ đường dây chúng nó, những thằng nào đỡ cho nó là ai con đều biết hết rồi. Nhưng vấn đề đây ấy, là con chưa muốn lên phường thôi, con chỉ muốn giải quyết nó gọn gàng, mang Long về chữa bệnh cho nó, vì bây giờ nó đang bị bệnh, vì nó bị con nhào biết rồi đấy, đấy cả gia đình con vợ ở đó đấy. Thôi thì con cứ thế, con thấy nó u có gì mà u là con chưa, đến đây mua áo thì bố mẹ biết là con nhà đúng không? Ôi. Con đàng hoàng lịch sự nhà đúng không? Bao nhiêu tiền con trả bấy nhiêu, nó không có xin xỏ hay có quay hay cái gì đúng không? Không, cái này bây giờ u nói con nghe này, có gì thì Long không ở đây, nếu con có gì thì con cứ lên trên đấy bây giờ dạo này mới gặp. Nhưng mà sao bố biết là nó đập đá? Nó nói chuyện tròn mắt lên cả giết các thứ, nó nói vung tay vung chân lên, nó lẩy người lên là bố biết ngay, ngáo ngay còn gì. Nó bảo nó nói câu này nó mới hở ra này, nó không phải là công an hay kinh tế, nó làm cái việc gì, nó bảo bây giờ bố này cái này cũng là buôn bán là phạm sai pháp luật này. Là một cái nhất, cái thứ hai nữa là bây giờ nhưng mà sao bố biết mồm thôi, nó nói chuyện sát nó mà mồm bố. Có phải không bố? Hả? Phải, nó ngồi đây này, ngồi như Vân đây này. Nó bảo là bây giờ là chẳng hạn nói chuyện là nó bảo bây giờ cái này nói chuyện là tình cảm nói chuyện bằng tình cảm hay là như thế nào, một là nói về cái chuyện với con, hai là nói chuyện với cả pháp luật đấy, nó nói chuyện như thế. Thế mà bố quay mặt đi chỗ khác buồn thối biết đấy. Ngay là mình bảo ơ rồi. Bố vẫn còn bảo thằng em buồn thối được thì chịu.